Tâm thức tinh khôi là nền tảng, suối nguồn của mọi vẻ đẹp. Tâm thức tinh khôi là nền tảng của mọi vẻ đẹp. Vì một người sống được với tâm thức tinh khôi thì người ấy sẽ hồn nhiên, thuần khiết và trong sáng. Hồn nhiên, thuần khiết và trong sáng chính là vẻ đẹp và phúc lạc đến từ bên trong. Tâm thức tinh khôi cũng là suối nguồn của bình an. Người sống được với tâm thức tinh khôi thì người ấy luôn bình an và nhìn đời bằng con mắt ngạc nhiên, thích thú và nhìn đời đầy khám phá. Do vậy, người sống với tâm thức tinh khôi sẽ giống như một bé thơ, và bé thơ nào cũng đẹp. Bất cứ bé thơ nào khi sinh ra cũng đều đẹp cả. Rất hiếm khi thấy một bé thơ nào xấu. Và mỗi chúng ta đều đã từng là bé thơ, đã từng sống với tâm thức tinh khôi, đã từng có nụ cười hồn nhiên và đôi mắt trong sáng. Vậy tại sao bây giờ những nét đẹp ấy không còn? Điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của ta? Điều gì đã làm thay đổi ta? Và càng về già thì ta lại càng trở nên xấu xí hơn. Đúng theo quy luật của tự nhiên thì càng về già chúng ta càng phải đẹp hơn. Bạn có để ý thấy điều này không? Bất cứ một trái cây nào khi già chín cũng đều đẹp cả. Màu sắc luôn được rực rỡ và mùi hương cũng luôn ngào ngạt. Vậy thì có điều gì trong mỗi chúng ta đã vô tình bị đánh mất giữa cuộc đời? Phải chăng đó là tâm thức tinh khôi? Ta không còn biết tự bao giờ ta đã đánh mất đi điều này. Ta đã đánh mất đi sự tinh khôi, trọn vẹn của chính mình. Ta đã tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để được an toàn khi đi vào cuộc sống. Chắc có lẽ từ giây phút ta có quá nhiều chiếc mặt nạ khác nhau đó, ta đã quên đi bộ mặt thật tinh khôi của chính mình. Và vì vậy, tâm thức tinh khôi ấy ta cũng bị đánh mất luôn. Ta đã không còn nhìn đời bằng con mắt hồn nhiên trong sáng nữa. Những vết thương lòng đã làm cho ta nghi ngờ nhiều hơn với cuộc đời và nhìn cuộc đời với sự cẩn trọng, phán xét. Ta đã không còn tự nhiên, thuần khiết nữa. Trong lòng thì yếu đuối nhưng cứ giả vờ mạnh mẽ. Trong lòng thì thương nhưng phải thể hiện bộ mặt kép. Hoặc là ta làm ngược lại với những tiếng nói chân thật trong lòng. Hoặc là ta chỉ biết làm hài lòng những ý kiến, quan điểm, cách nhìn cuộc sống của những người xung quanh. Ta đã đánh mất đi chính mình. Ta đã đánh mất đi tâm thức tinh khôi. Vậy, để làm một cuộc trở về con người thật của chính mình, để có thể sống lại với tâm thức tinh khôi, ta cần phải bắt đầu sống cuộc sống của ta trở lại như một trẻ thơ. Khi cần cười thì cứ cười, khi cần khóc thì cứ khóc, khi cần kìm nén, không cần kìm nén bất cứ một cảm xúc nào. Hãy để mọi thứ tuôn chảy, trôi ra một cách tự nhiên. Tuy vậy, từng khoảnh khắc phải có sự trọn vẹn nhận biết. Và đây chính là cuộc hành trình trở về tâm thức tinh khôi và phục hồi tất cả những vẻ đẹp vốn có của mỗi chúng ta.